Diễm Thi kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Ba 13 tháng 8. Kính thưa quý khán thính giả, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết Việt Nam đã xuất hơn 4 triệu tấn gạo tính đến đầu tháng 8, đạt trị giá khoảng 1,85 tỷ đô la. Kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường các quốc gia châu Á như Singapore, Hồng Kông tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, thị trường Trung Quốc đạt trên 1,29 triệu tấn với giá trị tương đương 526,5 triệu đô la, chiếm gần 34% tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường Angola ở châu Phi cũng tăng mạnh, chiếm 30,6%. Theo VFA, giá lúa khô tại kho ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 5.350 cho đến 5.450 đồng một kg giá gạo nguyên liệu và thành phẩm của loại gạo 5% tấm và 25% tấm dao động khác nhau tùy theo chất lượng và từng địa phương. Tại Trung Quốc, hôm qua, tòa án vừa tuyên án tử hình hai người và một người bị kết án chung thân vì có liên quan đến cuộc bạo động ở Tân Cương, nơi mà Bắc Kinh cho là bị xáo trộn do những người Hồi giáo ly khai gây ra. Những người bị kêu án bị cáo buộc là khủng bố, chủ mưu gây nên cuộc đụng độ giữa cảnh sát và đám đông người uy hua hồi tháng 4 vừa qua, khiến cho 21 người thiệt mạng. Cáo trạng đọc trước tòa nói rằng nhiều người đã bị xúi dục sử dụng dao, búa, ít nhất có một khẩu súng được dùng đến. Chính quyền Bắc Kinh gọi vụ này là do khủng bố tấn công. Nhiều người uy hua theo đạo hồi than phiền rằng họ bị hạn chế về mọi mặt trong đời sống, văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng. Tuy nhiên, Trung Quốc lại lên tiếng là đã dành cho họ quyền tự do trên diện rộng. Hồi tháng 7 năm 2009, nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, giữa số đông người Trung Quốc với số ít người Uyghur, khiến gần 200 người thiệt mạng. Tháng 6 vừa qua đã có 35 người chết trong một vụ đụng độ khác. Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố tên là Muhammad, Siaful Sabani để điều tra xem có liên quan đến vụ đánh bom vào đại sứ quán Miến Điện ở thủ đô Jakarta hồi tháng 5 hay không. Phát ngôn nhân của Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết vào ngày hôm qua rằng cuộc đánh bom tuy thất bại, nhưng Sabani đã bị lực lượng cảnh sát chống khủng bố bắt giữ hôm thứ Sáu và đang điều tra xem có liên quan gì đến một vụ đánh bom gần đây nhắm vào ngôi chùa Phật giáo ở thủ đô. Phát ngôn nhân Ronnie Sompier nói là Sabani bị nghi ngờ là người hỗ trợ trong việc gây quỹ đánh bom vào Đại sứ quán Miến Điện. Còn có một người đàn ông khác cùng bị bắt giữ chung với Sabani và cũng đang bị điều tra xem có phải là người chế bom trong vụ việc này hay không. Cả hai vụ đánh bom vào Đại sứ quán và vào ngôi chùa Phật giáo cho thấy sự tức giận ngày càng gia tăng của người Hồi giáo chiếm số đông ở Indonesia khi người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện bị đàn áp. Đảng Công nhân Bắc Hàn mới sửa đổi 10 điều lệ căn bản để củng cố quyền lực cha truyền con nối của dòng họa kim. Hãng tin Kyodo Nhật Bản trích dẫn từ nguồn tin chính phủ Nam Hàn cho biết vào ngày hôm qua rằng một điều lệ được sửa đổi hồi tháng 6 là mọi người dân phải tôn vinh các đồng chí lãnh đạo Kim Nhật Thành và Đại tướng Kim Jong Il với lòng trung thành. Hàm ý phải tôn vinh lãnh tụ hiện tại Kim Jong Un cũng như thân phụ và ông nội quá cố của ông ta. Trước đây, điều lệ này chỉ là tôn vinh một mình đại lãnh tụ Kim Nhật Thành mà thôi. Nguồn tin nhấn mạnh việc thay đổi điều lệ này nhằm hợp thức hóa và hợp pháp quyền lực cho truyền con nối của dòng họ Kim. Một thay đổi khác nữa là cụm từ vũ khí hạt nhân được thêm vào trong các điều lệ đóng vai trò xương sống của quốc gia để đảm bảo thống nhất kinh tế và quyền lực quân sự. Liên quan đến tình hình Ai Cập, Chính phủ lâm thời tại nước này thông báo là sẽ tạm giữ tổng thống vừa bị quân đội lật đổ là ông Mohamed Morsi thêm 15 ngày nữa. Quyết định này được đưa ra trong khi những người ủng hộ ông xuống đường tại thủ đô Cairo dương cao hình ảnh của ông, thách thức hạn chót mà chính phủ đề ra để họ chấm dứt biểu tình. Ông Morsi đang bị điều tra về việc liệu ông có dính dáng đến nhóm nhân quân Hồi giáo Hamas bên Palestine trong vụ tấn công một đồn cảnh sát và phá nhà tù năm 2011 hay không. Vụ tấn công này xảy ra vào đúng thời điểm của cách mạng Ai Cập đang bùng lên lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak. Ông Morsi bị lật đổ vào ngày 3 tháng 7 và chính thức bị bắt giữ 3 tuần sau đó. Kể từ lúc đó đến nay, đã có 250 người thiệt mạng do các binh đụng độ nhau trong các cuộc biểu tình, cũng như các vụ đụng độ giữa đoàn biểu tình ủng hộ ông Morsi và cảnh sát quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của đài á châu tự do diễm thi xin kính chào tạm biệt